Xin chào thầy cô và các bạn. Con tên là Vũ Kiến Nhất, năm nay con 5 tuổi. Gia đình con có 4 người. Bố tên là Vũ Thanh Tịnh, bố là người sản xuất bánh kẹo. Mẹ con tên là Nguyễn Thùy Linh, làm nhân viên đại sứ quán Nhật. Em con tên là Vũ Thanh Trúc, em con 1 tuổi rất đáng yêu. Hiện tại con đang học ở trường Oana. Con thích cắt dán, làm thiệp tặng mẹ, hay mưa tháng 10, kể chuyện, chơi môn thể thao và hóa trang. Thích của con là vẽ tranh, lắp Lego, sưu tầm mô hình khủng long và hát. Sau đây con xin tặng các con một bài hát from a Bill Arm. Quần áo. Sau đó con vào giúp bố mẹ gấp quần áo, rồi con dọn cơm bố mẹ. Ăn cơm xong con lau bàn. Con rất thích đạp xe và đi bơi. Con rất thích học tiếng Nhật và tiếng Anh. Chia sai, chiêu đi, nhìn chim, là sư. Minasan konnichiwa. Watashi wa Kian desu. 5歳 desu. Kore wa Nihon Shizu desu. Kimono ga arimasu. Sakura ga arimasu. Sushi ga arimasu. Sushi ga jume desu. Minasan arigatou gozaimasu. Buổi tối con học bài và đọc truyện xong, con tự vào đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Ước mơ của con sau này trở thành nhà khảo cổ học, nghiên cứu khủng long để cho con người biết về lịch sử cổ đại. Hello everyone, today I talked about this velociraptor. They have sharp teeth, they have carnivore, and they eat meat. Con rất muốn ngoài trường ngôi sao Hà Nội. Con cảm ơn các thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.